Hello, chào anh em đã quay trở lại với kênh Cô Gái Ninh Thuận. Anh em đừng quên like và ấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Đó là cái động lực để mình làm ra nhiều cái clip hay hơn phục vụ cho anh em. Bye.
Bye.